Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước tiên chúng ta nhớ lại bài đọc 1 của tiên tri Ezekiel. Ngài nói như thế nào Thiên Chúa của chúng ta, Ngài làm được tất cả. Từ những cây to nhất, Ngài có thể biến thành cây nhỏ nhất. Và như trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, từ một cái gì đó có thể nhỏ nhất như là hạt giống và trở thành cây to nhất. Và Thiên Chúa của chúng ta, Ngài làm được tất cả. Chỉ có một điều là chúng ta thì thầm, tâm sự với Thiên Chúa và có thể nói lên những cái ước nguyện mà chúng ta muốn và tin rằng Ngài sẽ làm được. Gần nhất đây là tuần trước, khi giáo xứ của chúng ta cùng với niềm vui của toàn giáo phận, bởi vì cả giáo phận chỉ có 2 tân linh mục, một người Phi Lục Tân gốc Mỹ và người Mỹ nhưng mà gốc Phi Lục Tân, và một người Mễ, mà cả 2 tân linh mục đều xuất thân từ giáo xứ của chúng ta. Đó là một niềm vui chung của toàn giáo phận và cũng của giáo xứ của chúng ta nữa. Nhưng con nói và tâm sự với Thiên Chúa, ước chi có thêm một người Việt Nam thì lúc đó chúng ta trọn vẹn. Là có cả Việt Nam mà cha luôn tuần trước Ngài nói là bờ lùa thì có nghĩa là hộp vịt lộn. Bởi vì người Phi, cái quả trứng hộp vịt lộn là xuất phát từ Phi Lục Tân và đưa vào trong Việt Nam của chúng ta. Cho nên thường Ngài hay tiếu, Ngài nói tới hộp vịt lộn là người Phi, mà nói tới burrito là người Mễ, mà nói tới Việt Nam là chả giòn hay là phở. Thì con cũng thì thầm thưa với Chúa như thế. Nhưng bài đọc 1 và bài phúc âm đã chứng minh chúng ta cứ thưa với Chúa đi, Ngài sẽ làm cho. Vào vỏn vẹn 1 tháng nữa thôi, ngày 15 tới tháng 7, mặc dù không thuộc cộng đoàn của chúng ta nhưng cũng có liên hệ tới máu mủ. Vì thầy phó tế hiện đang phục vụ tại dòng Đông Bosco tại nước Ái Nhĩ Lan là một người không xa lạ với gia đình của ông bà cố Nhàn. Và chính vì thầy phó tế này sẽ được truyền chức linh mục vào ngày 15 tới tháng 7 tại nước Ái Nhĩ Lan, dòng Đông Bosco. Và một tuần lễ sau đó, tân linh mục cha Bình sẽ đến với giáo xứ chúng ta và Ngài cũng sẽ dâng thánh lễ đầu tay của Ngài là một vị tân linh mục. Đó cũng là một niềm vui và chúng ta đã thấy đã trọn vẹn cả 3 sắc tộc. Và bài đọc 2 mời gọi chúng ta một lần nữa là tất cả mọi việc chúng ta, dù ở trong thân xác hay là dù ở ngoài thân xác, dù là trong tận cõi tâm hồn của chúng ta nên làm tất cả mọi việc để ngõ hầu sáng danh Thiên Chúa. Bởi vì đến cái ngày sau chót của mỗi cuộc đời của chúng ta, trước tòa án của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ thưởng công những gì chúng ta làm. Và đặc biệt, dĩ nhiên Ngài cũng sẽ kỷ luật chúng ta những gì xấu mà chúng ta làm nữa. Nhưng nói đến đây để chúng ta thấy được rằng, dù cho bất cứ việc xấu hay việc lành, nhưng nếu với tấm lòng ăn năn thống hối của một người chúng ta, Ngài cũng sẽ thứ tha hết cho chúng ta. Và đặc biệt là khi chúng ta bước vào một dịp mà kỷ niệm ngày 19 tháng 6 tới đây, đó là ngày kỷ niệm 30 năm phong thánh 117 các thánh tử về đạo nước Việt Nam của chúng ta, thì điều này cũng nói lên cho mỗi người chúng ta hãy tin tưởng rằng bất cứ những việc gì chúng ta làm, dù cho có mang tính chất xấu, nhưng với một tấm lòng ăn năn thống hối và noi gương các thánh tử đạo, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ được thưởng công trên nước trời. Nói đến các thánh tử đạo, thì xin mọi người chúng ta tiếp tục cầu nguyện thêm với tất cả các thánh ở trên nước thiên đàng, và không những 117 vị thánh tử đạo nước Việt Nam, mà chúng ta cũng nên tiếp tục cầu nguyện với tất cả những cha ông tiền bối của nước Việt Nam của chúng ta, mà chỉ có Thiên Chúa biết là các ngài đang ở trên thiên đàng. Bởi vì sao? Bởi vì trước những thảm họa, và đặc biệt là trước những
ngày mà những người ở nước Trung Quốc họ có thể đến để mà có thể thống trị và có thể lấy hết toàn lãnh thổ nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên trước cái thảm họa mất đất nước Việt Nam quê hương của chúng ta, cho nên không có cái gì khác hơn là chúng ta đặt hết niềm tin vào, như bài đọc 1 vừa nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa Ngài có thể làm được tất cả, để chúng ta thưa lên cái ước nguyện của chúng ta, xin Ngài và xin tất cả các thánh ở trên nước thiên đàng cầu bầu thêm để gìn giữ lại toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam của chúng ta, để chúng ta không bị mất đi cái chủ quyền này. Và nếu chúng ta có lên trang mạng và chúng ta cùng theo dõi, thì chúng ta nên nghe lại những tâm huyết của Hội đồng Giám mục Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt những lá thư của Ủy ban gọi là Hòa bình và Công lý của Hội đồng Mục vụ, và đặc biệt là của Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã nói lên những bài giảng rất là chí lý và kêu gọi toàn thể đồng bào, đặc biệt những người Kitô hữu, để chúng ta tiếp tục xin Thiên Chúa chúc lành cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Và nói đến ngày 19 tháng 6 thì chúng ta không thể nào quên được tại giáo xứ của chúng ta, đó cũng là một ngày rất đặc biệt. Ngày 19 tháng 6 vào 61 năm về trước, 1957, Đức Hồng Y đã đến và Ngài đã thánh hiến ngôi thánh đường của chúng ta và đã thánh thành giáo xứ của chúng ta. Vì thế vào thứ ba tới đây, chúng ta sẽ kỷ niệm vào 61 năm ngày thánh hiến giáo xứ Thánh Cecilia của chúng ta, và chúng ta cũng tiếp tục xin Chúa chúc lành thêm cho tất cả những gì mà công việc và cũng như là những gì là thiêng liêng mà chúng ta đang thực hiện cho giáo xứ của chúng ta. Sau cùng, vào tháng 6 thì chúng ta không thể nào quên ngày Chủ nhật tuần thứ 3, đó là cả đất nước của chúng ta, nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống, để ghi ơn tất cả những người cha ngày lễ hiền phụ. Và vì thế chúng ta tiếp tục tuyên dương những người cha trong giáo xứ cũng như trong cộng đoàn, và tiếp tục cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả những người cha đã ra đi trước chúng ta, và xin Chúa thưởng ban quê trời cho những quý ông này. Và bên cạnh đó, cộng đoàn của chúng ta cũng chọn Thánh Phêrô làm bổn mạng, và ngày mừng kính Thánh Phêrô hàng năm là vào ngày 29 tây tháng 6.